Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube. Hôm nay Khoa xin mời các anh chị và các bạn cùng theo Khoa, chúng ta cùng tham quan lại dự án đã từng một thời là mưa làm gió trên thị trường bất động sản Việt Nam, vì cái số vốn kinh khủng của nó thời điểm đó lên tới 6 tỷ đô la Mỹ và khu dự án lên tới hơn 117 hecta, rất là lớn tại cái thời điểm cách đây hơn chục năm. Trước mặt của chúng ta đó là việc làm bờ kè, sông rạch cho các dự án xung quanh cùng với khu mũi đèn đỏ. Trước khi vào video clip về phối cảnh 3D của dự án, qua xin điểm sơ lại về dự án mũi đèn đỏ hay còn gọi là Sài Gòn Peninsula. Đó là dự án gồm có các nhà đầu tư như Vạn Thịnh Phát, Babylon Group và Genting Group của Malaysia. Diện tích là 117 hecta, mật độ thi công 30,3%, tổng vốn đầu tư lên tới 6 tỷ đô la Mỹ. Chức năng hỗn hợp gồm có khu hỗn hợp đa chức năng 82 hecta chiếm 69% tổng diện tích, khu nhà ở đô thị chiếm 30% tổng diện tích, sản phẩm là căn hộ có văn phòng, phố biệt thự, shop house, office tower, condotel. Dự án được bao bọc xung quanh bởi sông nước, ba mặt tiếp giáp sông Sài Gòn, phía đông và phía nam giáp với huyện Nhà Bè, phía tây giáp đường Đào Chí, phía bắc giáp sông Sài Gòn và rạch Bà Bướm. Đây được coi như một món quà vô giá mà thiên nhiên ưu đãi cho nơi này. Dự án mũi đèn đỏ có quy mô lớn ngay tại quận 7, đặc biệt với 3,8 km chiều dài mặt sông thì được quy hoạch khá là đầy đủ. Nơi đây dự kiến sẽ có một bến tàu du lịch quốc tế có thể đáp ứng được khả năng của tàu 50.000 CRT và tạo điều kiện kết nối cho việc giao thông đường thủy trong nước và quốc tế. Thì Khoa đã từng làm việc ở trên tàu du lịch thì Khoa có thể cảm nhận được cái tầm quan trọng khi mà có một cái tàu du lịch 5 sao đậu ở đây, chắc chắn sẽ là một cái động lực rất lớn, chỉ là cái nguồn tiền thu cho ngân sách thành phố. Vì khách du lịch quốc tế năm sau này họ chi tiêu rất là mạnh tay. Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với video clip cùng với video phối cảnh của bên chủ đầu tư. Nếu các anh chị yêu thích kênh, hãy vui lòng đăng ký subscribe bên dưới để theo dõi các video clip mới nhất về hạ tầng của thành phố và các khu vực lân cận. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.